Bình Tinh tặng hột xoàn 5 tỷ đồng cho Hồng Loan. Mới đây Bình Tinh đưa Hồng Loan đi mua hột xoàn 5 tỷ. Cô rất vui và cảm ơn chị ba luôn quan tâm và chăm sóc cho người em này. Không chỉ mỗi Bình Tinh tặng quà, trước đó Hồng Loan còn được anh hai Vũ Luân sắm loạt đồ hiệu. Hoa hậu Phương Lê tặng bộ răng sứ 400 triệu và rất nhiều khán giả tặng quà cho cô. Qua đó có thể thấy Hồng Loan đã nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người. Cuối cùng cô cũng đã hái được quả ngọt. Ca sĩ Nguyên Vũ đã tặng cho Hồng Loan số tài khoản ngân hàng là ngày tháng năm sinh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Hồng Loan xúc động trước tình cảm đồng nghiệp của ba dành cho mình. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ việc tặng một món quà ý nghĩa cho con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì biết cô đang bán hàng online và thường xuyên gặp trường hợp bị giả mạo, nên anh đã tặng tài khoản số đẹp có hẳn ngày tháng năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Nguyên Vũ viết, khi Vũ thấy em Hồng Loan bán hàng mà không có số tài khoản đẹp, cũng dễ bị giả mạo. Vũ thì có số tài khoản đuôi 666888 của MB Bank, chưa sử dụng, muốn tặng em ấy để dễ dàng bán hàng hơn. Và khi chợt nhớ ra năm sinh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là 1958, Vũ đã làm việc với giám đốc chi nhánh MB Bank quận 1 và được hỗ trợ đổi thành tài khoản 1958-99999. 1958 là năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. 99999 vĩnh cửu mãi mãi, năm số 9 cũng có nghĩa là anh năm mãi trường tồn. Giờ số tài khoản MB Bank 1958-99999 đã thuộc về chính chủ Võ Thị Hồng Loan và Vũ cũng là người đầu tiên chuyển tiền mua hàng cho em ấy lấy may mắn. Đây là món quà nhỏ mà Vũ muốn dành tặng cho em ấy như một lời động viên chân thành và mong em luôn vui vẻ. Nhận được món quà tinh thần này từ Nguyên Vũ, con gái Vũ Linh đã không giấu được sự xúc động trong lòng. Cô gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ. Dạ em cảm ơn anh, hôm nay đã đến thăm ba và gia đình. Hơn nữa anh đã tặng cho em một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em để giúp em trong công việc buôn bán. Em thật sự rất thích món quà này. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyên Vũ. Cận cảnh không gian căn nhà mới tậu hơn 24 tỷ của Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan mới đây đăng tải video chia sẻ không gian sống của mình trong ngôi nhà mới mua cách đây vài năm tại khu đô thị cao cấp Phú Mỹ Hưng, quận 7. Hồng Loan tiết lộ căn nhà rộng 287m², trị giá 24 tỷ đồng chưa bao gồm tiền sửa sang trang trí nội thất. Để chăm chút cho ngôi nhà mới, Hồng Loan tự tay chọn từng chiếc bàn, ghế, đèn, thay sàn gỗ cho ngôi nhà mang phong cách cổ điển theo sở thích. Không gian phòng ngủ, tôi chọn tông màu xám pha bạc, ga giường trắng bạc, tủ màu xám pha bạc, màn kéo màu xám, tất cả mọi thứ do tôi chọn màu, đi chọn từng món đồ. Việc chọn không gian phòng ngủ, tông màu rất quan trọng, giúp chúng ta cảm giác thư giãn, thoải mái để có giấc ngủ ngon, Hồng Loan chia sẻ. Để chăm chút tỉ mỉ cho không gian sống, Hồng Loan chọn một mình làm mọi thứ bên cạnh sự giúp đỡ của anh hai Vũ Luân. Chị kể, lần này căn nhà Loan tự chuẩn bị mọi thứ, cũng đã hỏi ý của các con để hoàn thiện tốt nhất cho các cháu. Theo chia sẻ của Hồng Loan, không gian nhà vệ sinh rất rộng, khu vực nhà bếp thoáng đãng, ngôi nhà còn có rất nhiều tủ để đựng đồ. Không chỉ chia sẻ về không gian sống mới, chị còn chia sẻ về chế độ ăn uống lành mạnh, giữ gìn vóc dáng để tăng cường sức khỏe. Hồng Loan thường xuyên sử dụng trái cây mỗi ngày để cung cấp vitamin cho cơ thể. Loan ăn tinh bột chỉ một lần trong ngày, nếu không phải làm gì, chị không ăn tinh bột, thường xuyên tập thể dục. Nói về lý do mua nhà tại đây, Hồng Loan cho rằng chị có duyên với ngôi nhà khi đi xem nhiều nơi nhưng rồi lại quay lại và quyết định mua nó. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nổi tiếng là nơi giàu có, các trường học nổi tiếng tốt nhất. Hồng Loan muốn con mình được hưởng nền giáo dục tốt nhất Việt Nam. Theo chia sẻ của Hồng Loan, ngôi nhà mới mang phong cách cổ điển sang trọng, được thiết kế với rất nhiều cửa kính để tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ lớn cùng với những không gian khác. Mẹ ruột Hồng Loan lần đầu về Việt Nam khóc nghẹn gặp lại con gái sau 35 năm. Mới đây trên trang cá nhân, Hồng Loan hạnh phúc khoe niềm vui được gặp lại mẹ ruột sau 35 năm dài xa cách. Hồng Loan xúc động viết, niềm vui trọn vẹn, Loan và mẹ ruột đoàn tụ. 35 năm quá dài đối với một đời người, mẹ cũng đã quá lớn tuổi rồi. 35 năm không gặp, hôm nay gặp lại, tóc mẹ đã bạc trắng. Thời gian đúng không đợi một ai. 36 năm trên đời dù có rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng con biết mình muốn gì mẹ ạ. Bao lần con muốn bỏ tất cả để về bên mẹ và không chịu những tủi hờn nữa, nhưng con nhìn những gì con bỏ đi, con lại không thể bỏ cuộc. Nhìn mẹ mỗi ngày già đi, bước chân không còn vững, con lại không mệt mỏi để chạy về phía trước. Làm lại từ đầu không dễ và cũng chẳng ai muốn đi xuống dưới đáy, lại lụi cụi leo lên phải không mẹ? Nhưng con chưa bao giờ từ bỏ cả, vì con tin những gì con cố gắng ông trời sẽ thấy. Giờ gặp lại mẹ, con lại vững tin những quyết định của con là không sai. Sau tất cả, con chỉ có thể cảm ơn những khó khăn. Con không giận hay hận những gì đã diễn ra vì con biết nó chỉ là thử thách cho cuộc đời rất dài phía trước. Mong rằng các bạn đã và đang giống mình hãy cố gắng không ngừng phấn đấu, rồi những gì bạn mong muốn sẽ thành hiện thực. Ít giờ sau khi đăng tải, chia sẻ của Hồng Loan nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều người chúc mừng hai mẹ con cô được đoàn tụ sau 35 năm xa cách. Trước đó lần đầu, khi Hồng Loan xuất hiện trước công chúng cũng là khi ba ruột đã không còn tại thế. Thông tin về mẹ ruột của Hồng Loan cũng được đại diện gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hé lộ tại tang lễ.
Loan từ khi lọt lòng đã không có mẹ, mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội, tức là mẹ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha để chống ô mẹ. Vì vậy Hồng Loan không hề biết mẹ ruột của mình là ai. Được biết, trước khi mẹ ruột từ Mỹ bay về Việt Nam, người thân và bạn bè thân thiết của cố nghệ sĩ Vũ Linh xác nhận bà Đoàn Thị Hoa chính là mẹ ruột của Loan. 36 năm về trước, sau khi sinh Loan, bà đã bị cha mẹ ép buộc phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Từ đó tới nay, bà mất liên lạc hoàn toàn. Ở nơi xa cách nửa vòng trái đất suốt 36 năm nay, bà luôn nhớ về con gái. Không ngờ có ngày đoàn tụ con trên quê hương. Bà xúc động chia sẻ. Hoa hậu Phương Lê sẽ lo mọi chi phí đi học cho các con của Hồng Loan. Vừa tặng Hồng Loan bộ răng sứ 400 triệu, Hoa hậu Phương Lê bảo rằng sẽ lo hết mọi chi phí học tập cho các con của Hồng Loan đến năm các cháu 18 tuổi. Fan hâm mộ trầm trồ trước sự chịu chi của nàng Hoa hậu. Được biết Phương Lê rất thần tượng chú Vũ Linh và xem Hồng Loan như em gái ruột, nên chỉ cần Hồng Loan cần cô sẽ có mặt giúp đỡ hết sức hết lòng. Không chỉ đầu tư làm phim cho Hồng Loan, Phương Lê còn tuyên bố sẽ tặng hàng trăm áo hiệu cho Hồng Loan để dằn mặt Hồng Phượng. Trong buổi livestream mới đây, Hoa hậu Phương Lê gây chú ý khi có những chia sẻ liên quan đến con gái Vũ Linh. Nàng hậu bày tỏ bức xúc trước việc Hồng Phượng thường xuyên mỉa mai Hồng Loan chuyện mượn áo mắc tiền để mặc trong lúc chăm sóc cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại bệnh viện. Hoa hậu Phương Lê không ngần ngại mỉa mai Hồng Phượng và khẳng định sẽ tặng Hồng Loan hàng trăm áo hiệu để dằn mặt mẹ con cô. Áo Gucci nếu Hồng Loan chịu, chị tặng cho nó 100 cái, một cái 18 triệu. Chị là người dưng nó nha, chị còn chưa bao giờ được ba nó cho một cục kẹo mà chị còn có thể đối xử với nó như thế. Còn cưng kỳ quá, tại sao nó phải mượn áo của ve? Vì nhà nó ở xa, vì nhà nó ve ở. Đáng lý phòng của ve và chồng ve ở là phòng của nó, phòng mẹ ve ở là phòng của con nó. Đáng lý ve không nên ở đó. Ngoài ra Phương Lê còn tiết lộ về dự án đầu tư làm phim về Hồng Loan khiến cư dân mạng bất ngờ. Nói chung phim này có tất cả các vai, mọi người hiểu có phim coi là được, còn vai nào chấn động, làm nên lịch sử không có thiếu. Một món quà tặng em gái ngang hông mọi người thấy ý nghĩa chưa? Loan là đứa không cần tiền, không thích tiền, nó ngộ lắm, lúc có tiền cũng giống lúc nó đói, nét mặt bình thường lắm. Cũng trong livestream, Phương Lê bất ngờ gây xôn xao, từng có ước muốn làm con dâu nhà Vũ Linh. Ngày xưa đến giờ tôi đã khoái anh hai Vũ Luân rồi, bây giờ tôi già rồi, ba đứa con rồi nên thôi. Chứ ngày xưa muốn làm con dâu của chú, nếu bây giờ còn con gái là tôi cua anh hai liền. Nàng hậu còn dành tình cảm đặc biệt cho Bình Tinh, vì Bình Tinh biết đứng về lẽ phải. Cuối cùng Phương Lê tiết lộ lý do thân với Hồng Loan, dù trước đó chưa từng quen biết. Vì tôi thích Hồng Loan, và nếu hỏi tại sao thì em tự hỏi em, mình đâu có thiếu chất đâu mà không biết suy nghĩ, dáng động não đi chứ hỏi làm chi. Qua những chia sẻ của Phương Lê, cư dân mạng vô cùng thích thú về mối quan hệ giữa cô và con gái Vũ Linh. Nhiều khán giả cho biết họ đang rất ngóng chờ bộ phim sắp tới về Hồng Loan.